Rồi ok, hello, chào mọi người quay trở lại kênh của em nha. Thì hôm nay lại lên được lô máy cho mọi người. Nhưng mà hôm nay có một tin buồn nha quý vị. Hôm nay không có máy thanh lý nữa, nhưng mà đảm bảo sẽ có một số cây giá rẻ hơn thị trường nhiều nha. Tại nói chung hôm nay em lấy được một lô hàng hôm bữa, có những cây máy thanh lý người ta thanh lý ra giá rẻ, em so giá rồi mới biết. Thì kênh em chuyên mua bán trao đổi điện thoại, mọi người xem video nếu có nhu cầu mua hàng, mọi người vui lòng gọi trực tiếp số điện thoại này giúp bên em ha, 0767347340. Nếu mọi người ngại gọi điện thoại thì mình có thể nhắn Zalo cũng được, Zalo của em cũng số điện thoại đó luôn ha mọi người. Đây là kênh YouTube của em, anh chị xem video nếu mình có nhu cầu mua máy hoặc cần tư vấn gì mình có thể nhắn trực tiếp qua số điện thoại giúp bên em hoặc Zalo, hoặc là mình có thể tham khảo thêm thông tin bên em gồm cách là mình bấm vô phần mô tả video là có xe đầy đủ thông tin bên em ha, gồm có địa chỉ cửa hàng, thời gian làm việc, chính sách mua hàng, tài khoản ngân hàng, hình thức đặt cọc đầy đủ. Thì bên em có bán trực tiếp tại cửa hàng và có ship hàng 21 63 tỉnh thành toàn quốc nha mọi người. Hình thức ship hàng thì mọi người vui lòng đặt cọc trước với em từ 100 tới 200k, tiền cọc bên em sẽ trừ trực tiếp vô tiền máy cho mọi người, và giá máy em báo ra đã bao gồm phụ kiện gì sẽ báo từng cây chi tiết cho mọi người đó. Thì hôm nay thanh lý cho quý vị cây này Thiên Hà Huy Chú thế hệ thứ 9 đây. Nói chung là ngoại hình con này cũng còn ok, cỡ 95-96% mọi người. Thiên Hà Ghi Chú thế hệ chứ 9, giá bán công khai luôn, hai củ 400k tặng kèm ốp lưng. Máy này là đã dán cường lực rồi nha mọi người, đã dán cường lực keo UV rồi nha. Nói chung cái cường lực này mọi người ra tiệm cũng phải 100 mấy chục ngàn, tặng kèm cho mọi người ốp lưng, tặng kèm cho mọi người bộ sạc luôn ha. Tình trạng con này là máy sách tay thị trường Hàn Quốc, đã chạy lên hai sim rồi. Đây là Thiên Hà Ghi Chú thế hệ 9 Samsung Galaxy Note 9. Thì đây cấu hình của nó đây, RAM 6 128, màn hình cong nha mọi người, màn hình đẹp keng nha, không một ám ố, không sọc, không gì hết, chỉ có hai củ tư thôi. Màn hình AMOLED độ phân giải 2K, chip Exynos 9810, RAM 6 128, pin 4000. Con này đã chạy hai sim rồi nha mọi người. Nói chung máy full chức năng hết, vân tay, khuôn mặt, móng mắt đầy đủ, loa kép trên dưới. Đặc biệt bút này là bút S Pen Zin theo máy nha mọi người, bút này là bút Zin theo máy luôn, bút này là bút Zin đó, full chức năng hết, hai loa trên dưới đó, hai củ 400k, màn hình đẹp keng. Tại sao em thanh lý giá hai củ 4, em sẽ báo rõ cho mình. Nói chung cảm ứng ok rồi đó. Đây, màn hình nó có một cái vết ở đây xíu đó, mọi người thấy không, còn lại là đẹp keng, không mám mố gì nha. Nói chung con này nó chính hiện tại giá nó vẫn rất là cao nha mọi người, tại cái màn hình Zin AMOLED của nó cực kỳ đắt. Con này nếu mà máy còn đẹp thị trường phải bán từ 3 củ 7 tới 4 củ đổ lên, con này chỉ có hai củ mấy thôi. Nói chung vì một cái chấm nhỏ xíu đó mà giá nó giảm gần một nửa, vì có một chấm nhỏ xíu là đó, gần một nửa giống gì. Đây xin nó chính hai củ 4 ốp lưng, dán cường lực, sạc cáp đầy đủ. Rồi hôm nay lại có mấy cây này thanh lý có tiếp thôi. Đây là cây này là tiếp tục cái cuộc hành trình Oppo F11, cây này mới về được 3 cây nhưng mà hết chỗ để rồi, nên chỉ quay con cây này ha. Oppo F11, bảy này là bảy sách tay quốc tế, ngoại hình 98%, RAM của nó 6GB, bộ nhớ trong 128GB, pin 4000, màn hình 6,5 inch, camera 48 chấm, camera trước 16 chấm, có nhận diện vân tay, nhận diện khuôn mặt đầy đủ ha, full chức năng hết. Hai sim có thể nhớ luôn ha. Oppo F11 giá bán một củ 350, 1.350.000, ngoại hình cả 97-98%, full chức năng. Rồi tiếp theo cái máy cây thanh lý của đây, cây này cũng hiếm luôn. Cây này là hiếm, cây thứ hai cũng hơi khó, tại cái này mà cái mã này lâu lắm luôn, hình như gần năm mà em chưa có hàng, bây giờ mới có lại. Vivo S1 Pro, cây này là đúng S1 Pro nha mọi người, men zin, màn hình zin, vỏ zin, ngoại hình tương đối cỡ 96-97%, mặt lưng sau đã dán BVF cho mọi người chống chạy này ha. Đây là Vivo S1 Pro, cho mọi người tham khảo cấu hình của nó. RAM 8GB, bộ nhớ 128GB, màn hình Super AMOLED, vân tay trong màn hình, màn hình zin 100%. Con này em bán vẫn tặng đầy đủ cho người ốp lưng, dán cường lực, sạc cáp luôn ha, đầy đủ. Đó, camera sau 48 chấm, pin 5000, đặc biệt con này là màn AMOLED nha mọi người. Cô đã đi rồi nha, đi từ đây mình. Full chức năng hết.
Con này lúc mà máy mới của nó là 8 củ 990, bây giờ em bán cho quý vị giá chỉ có 1 củ 690 thôi. Vivo S1 Pro, một cây duy nhất, 1 củ 690. Đầy đủ phụ kiện, giao tới mình lắp sim mở ra, mở nguồn test máy thoải mái nha. 1 củ 690. Rồi, tiếp theo. Này. Để quay vài cây luôn nha. Đây. Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Cái này cũng hơi lâu quá mà. Redmi Note 8 Pro, ngoại hình tương đối cỡ 97%. Đây, nói chung là không cứng móp. Lần sau thì nó hơi xước xước cái vân tay xíu nè. Đó, sẽ quay kỹ cho mọi người ha. Redmi Note 8 Pro, con này là máy chính hãng nha. Con này là máy hãng. Cấu hình của nó thì cơ bản thôi. RAM 6GB, bộ nhớ 64GB, màn hình đẹp kê. Không ám ối gì hết, pin 4.5, camera sau 64 chấm, camera trước của nó là 20 chấm. Vân tay khuôn mặt đầy đủ, đặc biệt con này mọi người chơi liên quân PUBG ok nè. Con này là chạy con chip Helio G90T. Con này ok, liên quân PUBG vẫn còn ok. Đó. Hai sim, máy full chức năng. Giá bán của nó là 1.700.000, tặng kèm ốp lưng, tặng kèm sạc, dán cường lực cho mọi người. Giao tới kiểm tra hàng thoải mái, bên em bán hàng giao hàng toàn quốc 63 tỉnh thành, trừ khi quý ở trong tù mới không giao được thôi. Rồi tiếp theo, đây Xiaomi Redmi Note 9S. Đây là Redmi Note 9S, phiên bản này thanh lý giá rẻ thôi, 1 củ 750. Tại sao giá nó củ 750? Tại máy chính hãng á. Nếu mà máy chính hãng mà cấu hình bản RAM cao á, con này là đúng máy chính hãng nha. RAM 4GB, bộ nhớ của nó 64GB thôi. Con này là cấu hình thấp, RAM 4 64. Đặc biệt đổi lại cái con này được cái chạy chip Snapdragon 720, camera sau 4 cái 48 chấm, có nhận diện vân tay, có nhận diện khuôn mặt này ngoài. Màn hình đẹp nha, không ám ối hết nha. Đó, Snapdragon 720, mọi người chơi liên quân PUBG tốt luôn nè. Bị cái bộ nhớ trong của nó RAM 4 64 thôi nên chỉ mới có giá rẻ. Còn nếu đúng ra thì con này không rẻ nha quý vị. Con này không rẻ nha. Con này nếu mà máy 128 là không rẻ đâu. Máy full chức năng hết, hai sim thẻ nhớ đầy đủ. Đầy đủ ốp lưng, dán cường lực sạc cho mọi người. Giá 1 củ 750. Rồi tiếp theo lại máy thanh lý nữa quý vị. Sorry ha, có việc một xíu. Tiếp theo lại máy thanh lý. Đây, một cái nào hết pin vậy. Mới sạc pin coi. Đây, máy cũng là thanh lý nè. Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. S20 Ultra 5G, ngoại hình cỡ 97%. Camera độ ok hết. Cây này thanh lý chỉ có 3 củ 7 thôi. S20 Ultra 5G. Máy này là hai sim nha, bản này hai sim. Một sim thường, một e sim. S20 Ultra 5G, 3 củ 7. Tình trạng báo rõ nha, màn zin, màn hình cũng đẹp keng luôn. Máy hai sim luôn. RAM của nó tới 12GB, bộ nhớ 128GB. Tại sao thanh lý giá rẻ? Tại đây nó có một cái đốm ở đây. Đây cho mọi người xem cấu hình ha. Exynos 990. Màn hình 69 inch độ giải 2K, màn hình cong luôn nha. Con này khách xài kỹ tới nỗi mà dán mặt trước nè mọi người. Dán mặt trước chống bám vân tay nè, dán mặt sau chống bám vân tay luôn. Hai BBF hai mặt luôn. Tặng cho mọi người thêm ốp lưng nữa ha. Đây. RAM 12/128, camera 108 chấm, camera trước của nó là 40 chấm. Pin con này 5000, màn hình 120Hz luôn nha. 3 củ 7. Mấy con này thanh lý thôi, tại vì hôm nay không có máy nào giá rẻ mấy trăm ngàn á nên em thanh lý mấy con này luôn. Chứ thực tế bây giờ nếu mà cây này mọi người ra cửa hàng mọi người mua ít nhất cũng phải là độ 4. Còn cái này mà nếu mà máy mà người ta còn bán ngoài cửa hàng, máy đẹp á, máy đẹp màn đẹp luôn á, phải 6 củ máy, gần 7 củ. S20 Ultra 5G. Con này cầm chắc tay hơn S21 nhiều nha mọi người. S21 cầm không bằng con này đâu. La liếc hai la trên dưới luôn nha. Chơi game ok. Đây, tình trạng báo rõ nha. Nó sẽ bị một cái đốm ngay cái camera nè mọi người đó, mọi người thấy không, nó như cái tai thỏ vậy ha. Nhưng thực tế con này là màn hình đục lỗ nha, nhưng mà tại vì nó bị một cái đốm ngay đó đó nên nó thành tai thỏ. Mọi người xài những cái ứng dụng cơ bản như là Facebook, mọi người không thấy đâu, khi mọi người vô mọi người đăng nhập vào đó, mọi người chuyển qua hình đen là không thấy đâu, giống như YouTube nè. Đó, nó
YouTube cái phần phía trên này nó đen, mình đâu có thấy đâu. TikTok cũng vậy, cái phần trên đây nó đen, mình đâu có thấy cái đốm đâu ha. Đó, nói chung cái đốm này là nhìn được, nó như màn hình giọt nước thôi, còn sợ là bình thường. Giá bán 3,7 củ, tặng kèm ốp lưng, đã dán hai mặt trước sau rồi, bao ship không bao ship, tặng kèm sạc, tặng kèm sạc 25W cho quý vị. Rồi tiếp theo đây có mấy cây Apple, mấy cây Apple đồng giá đây, hai cây đồng giá, báo rõ cho mọi người chi tiết ha, hai cây Apple đồng giá. Anh chị nào cần cấu hình ok thì mình có thể tham khảo qua con này. Đây là Oppo A76, con này ngoại hình tương đối 97-98%, con này lưng còn đẹp lắm mọi người. Đây là dòng A76 nha, con này là mã chính hãng, men zin màn zin đó. Con này cấu hình của nó RAM 6GB 128GB thôi, nhưng mà đổi lại cái Oppo mà được chạy con chip Snap 680 quá ok. Màn hình 6.56 inch, màn hình đục lỗ này, tần số quét màn hình cao nha. Oppo giá tầm trung nhưng mà có được tần số quét màn hình cao luôn cũng hơi hay á. Tần số quét 90Hz luôn ha. Pin 5000, có nhận sạc nhanh 33W nha mọi người. Camera sau 13 chấm, camera trước 8 chấm. Đây là Oppo A76. Đó, máy chính hãng Oppo Việt Nam. Con này thì bán vẫn đầy đủ phụ kiện. Ốp lưng, giấy cường lực, bộ sạc luôn, 1 củ 990. Con này không biết, con này đợt trước em chỉ bán cỡ 1 củ 9 đổ lại thôi. Nhưng mà đợt này hàng nó hơi hiếm nên nó lên giá, có những cây lên nó có những khi chỉ giảm, như cây này. Cây này là em đang có giá tốt cho mọi người nè. Đây là Oppo A93, ngoại hình cả 95%, tại mặt lưng sau nó hơi phẩy. Em sẽ dán BBF lại cho mọi người hết luôn ha, cho đẹp luôn. Dán BBF nhám giống vậy nè. Đó, nó giống như S20 Ultra 5G luôn ha. Tại vì con này là máy zin 100%, ngoại hình nó hơi phẩy nên giá thanh lý nha. Nếu con này máy đẹp phải bán từ 2 củ 5 tới 2 củ 6. Cây này thanh lý chỉ có 2 củ 1 thôi. Đổi lại cái màn hình nó vẫn là màn AMOLED, màn đẹp nha chứ không phải màn xấu nha mọi người. Đây, màn hình AMOLED vân tay trong màn hình luôn ha. Full chức năng, hai SIM thẻ nhớ đầy đủ. Con này là Oppo A93, chạy chip Helio B95. Màn hình của nó là 6.43 inch, màn hình viên thuốc nha mọi người. Pin 4000, camera sau 48 chấm, camera trước của nó là 16 chấm. Full chức năng hết á. Con này cũng như kem bữa đó. Em bữa màu trắng em bán 2,5 củ, cây này chỉ có 2,1 củ thôi. Tại vỏ hơi xấu. Tại sao giá nó rẻ là tại vậy? Ngoại hình, cái đời máy, ngoại hình lại chức năng bên trong là giá khác nhau này. Mỗi cây mỗi giá, cây kia máy đẹp thì 2,5 củ, cây này chỉ có 2,1 củ thôi. Tại vì nó thấy xấu, nó thanh lý rẻ chứ không có gì hết. Rồi tiếp theo, Oppo Reno 4. Đây là Reno 4 máy zin nè. Anh chị nào cần Reno 4 máy zin đẹp thì đây. Hôm bữa hai cây thanh lý thì bán rồi nha. Cây này là máy 97%, cây này là một tím bạc đó, một tím bạc nha mọi người. Đó, vẫn bán đầy đủ phụ kiện cho người, ốp lưng, giấy cần lực, bao ship ha. Đây là Oppo Reno 4, cây này thì màn đẹp mọi người, hai củ ba trăm năm mươi thôi. Đây là Reno 4, màn hình zin đẹp vân tay trong màn hình, RAM 828, Snapdragon 720, màn hình 6,4 inch, camera 48 chấm, camera trước của nó 32 chấm đó. Giá bán 2,350. Đây là Reno 4 Snapdragon 720 nè, full chức năng hết. Đó, cái này là màu tím bạc. Đó, đã chức năng, đã test full ok hết cho mọi người ha. Reno 4 2,350, đây là màn zin, men zin, vỏ zin, màn zin, máy chính hãng Việt Nam. Rồi tiếp theo, lâu lâu mới có con cây này phiên bản đặc biệt, không phải lâu đó, cây này lần đầu tiên bán cái lưng này luôn. Lưng này là vẫn là lưng zin của nó nha. Đây là Xiaomi Mi 11 Lite, máy men zin, màn zin, vỏ zin, ngoại hình con này cả 97-98% á. Con này thiết kế mỏng đó, Mi 11 Lite lúc mới ra của nó là 7 củ mấy đó, không có rẻ đâu quý vị. Bây giờ thì giá nó đã xuống rồi. Đây là màn hình AMOLED đẹp ken nha, con này là màn hình AMOLED tần số quét 90Hz luôn nè. Con này là thương hiệu Xiaomi nha mọi người. Coi này nó cũng sẽ có hai bản, một cái bản là Mi 11 Lite thường thì nó chạy con chip Snapdragon 730, nhưng mà con này là Mi 11 Lite 5G nên con này chạy con chip Snapdragon 778G. Nói chung cái dòng ở chính hãng, con này là cấu hình ok nhất, Snapdragon 778 máy chính hãng, RAM 8 128, camera sau 64 chấm, camera trước 20 chấm, pin 4200, màn đẹp ken nha, màn không ám gì hết nha mọi người. Tần số quét màn hình cao, được cái màn lại đẹp nữa, tại vì mua lô thì giá rẻ bán rẻ thôi. Em thấy thị trường nó bán cũng phải 3 củ mấy á. Con này em bán cho quý vị giá là 2,850, tặng kèm sạc nhanh cho mọi người, tặng kèm ốp lưng. Máy này đã dán cường lực rồi nha, cường lực em dán rồi, mọi người khỏi phải dán nữa mất công. Đó, giao đi cho mọi người mấy con mình thẳng làm dán hết.
Rồi tiếp theo cái này, nói chung là hôm bữa có đăng xong rồi có một anh khách ảnh mua máy, anh muốn đổi máy nhưng mà mình gửi thông tin gửi về cho ảnh mà anh không trả lời, không biết là có đổi máy hay không nên cứ đăng lại bán ha. Đó, còn nếu như mà anh mà chốt đổi máy thì anh báo lại cho em để em giữ máy lại nha. Cây này là cây Xiaomi Redmi 12. Đây, Redmi 12 sẽ cho mọi người xem cấu hình cho nó dễ ha. Đây là máy đã qua sử dụng, mới xài được cỡ 2 tháng mấy thôi. Con này máy mới đang bán giá là 3 củ 6 nè. Đó, em bán há cho mọi người là 2 triệu 900k bao ship cho mọi người luôn, tại cái này mặc định nó đã có phụ kiện rồi, em không phải tốn tiền mua phụ kiện nữa nên em sẽ bao ship cho mọi người nha. 2 củ 9 tiết kiệm được 600.000. Đây là Xiaomi Redmi 12, RAM 8GB, bộ nhớ 128GB, chạy chip G88, màn hình của nó là 6,79 inch tần số F90Hz, camera chính của nó là 50 chấm, camera trước 8 chấm. Nó cũng nói chung mấy con này như mới mọi người, tại người ta xài ít mà. Nhưng mà con heo em thì đánh giá cỡ em cỡ 98% thôi, tại bên em máy cũ là chỉ có 98. Rồi, tôi tên là Nguyễn Thị Tú Anh. Người đàn ông này đã cưới mẹ ruột của mình vì tiền. Đúng đấy mọi người. Giá bán 2 củ 900k, máy full box đầy đủ phụ kiện nha. Rồi tiếp theo, đây hôm nay có mấy cây này. Về nô hôm nay về nhiều lắm mọi người. Về nô dần cao cao xíu. Đây, Oppo Reno 7Z 5G. Đây là máy 7Z 5G nha mọi người. Máy zin trăm trăm, em zin mày zin rõ zin. Đó, ngoại hình cỡ tương đối cỡ 97%. Đó, camera hơi phẩy lông mèo một xíu nhưng mà không ảnh hưởng gì hết. Reno 7Z 5G màu đa sắc nha mọi người. Màn zin đẹp luôn. Con này mấy con này đợt này màn đẹp hết luôn á. Đây, màn hình AMOLED 6,43 inch Full HD, RAM 8 128, Snapdragon 695 5G, pin 4.500, camera sau 64 chấm, camera trước của nó 32 chấm. 7Z 5G. Đây, camera sau nét căng. Camera trước thì khỏi cái chơi, Oppo thì đẹp sẵn rồi ha. Nó đẹp là do Oppo thôi nha mọi người, chứ không phải cái camera trước nó đẹp là do em đẹp trai nha. Nó hai cái khác nhau nha. Cái Oppo thì phần mềm camera trước của nó làm ok á. Này, loa cực kỳ to, 7Z 5G. Đó, giá là 3 triệu mốt. Reno 7Z 5G giá là 3 triệu mốt. Con này cấu hình cao hơn Reno 7 thường luôn. Đây, Reno 7 thường nó đây. Reno 7 thường giá của nó cũng 3 triệu mốt thôi. Tại sao con này nó ngang với Reno 7Z? Tại con này cũng là máy zin, còn đẹp 98%. Zin đẹp nha. Đây, camera của nó nhìn cực kỳ hay luôn, như là một cái đài radio vậy mọi người. Đó, đây là Reno 7. Thì RAM 8GB, bộ nhớ 128GB, chip Snapdragon 680, màn hình AMOLED tần số quét 90Hz, pin cũng 4.500, camera sau cũng 64 chấm, camera trước cũng 32 chấm. Đó, nói chung cái dòng Reno 7 thì nó có hai ba dòng, 7 thường, 7 5G, 7 zip, đó, ba loại. Con này cũng 3 triệu mốt nè. Con này em mới cập nhật lên Android mấy rồi đây. Đây, test cái loa cho người ha, 7 5G màu đen, lưng chống bám trên tay nha. 3 triệu mốt đầy đủ phụ kiện, sạc VOC luôn ha. Rồi tiếp theo, cây này là Xiaomi Redmi 13. Cây này thì mới mua của khách luôn, nói chung là khách qua bán máy bán máu thì mua thôi, bên em có mua bán có trao đổi nha mọi người. Nói chung mua bán trao đổi thì mọi người có thể đeo qua trực tiếp của hàng bên em để em báo giá cho chính xác nha. Đây là Xiaomi Redmi 13, máy mới còn bán tại thị trường Thế Giới Di Động, vẫn còn thị trường Việt Nam đầy đủ ha. Redmi Note 13 máy full box, cây này là mua tại Thế Giới Di Động nha mọi người. Mua lúc mua là giá là 4 củ 990 nè. Đây, hiện đang còn bán máy mới giá 4 củ 990. Đó. Cây này là máy cũ qua sử dụng 98%. Đó, cây này cấu hình của nó là RAM 8 128 Snapdragon 685, màn hình AMOLED 6,67 inch, tần số quét màn hình cực kỳ cao. Redmi Note 13 là màn hình 120Hz rồi nha quý vị. Redmi Note 13 trở lên là màn hình 120Hz, màn AMOLED vươn tay trong màn hình luôn, pin 5000, loa kép luôn. Nói chung con này cái tầm này mua ok quý vị ơi. 3 triệu 490. Đó, con này cũng bao ship tại vì nó đủ phụ kiện rồi nên em không cần đấu phụ kiện nữa. Nói chung nó đẹp như bốc hộp vậy, mới bốc hộp ra, tại khách khách xài cũng mới xài thôi, mới xài được có tháng mấy thôi. 3 triệu 490, Redmi Note 13 tiết kiệm được một củ máy ha. Rồi tiếp theo Reno đi, Oppo Reno 8 5G lần đầu tiên xuất hiện trên kênh của em ha. Reno 8 5G mặt khung viền là khung viền vuông nha quý vị, mặt lưng sao nhám chống bám trên tay. Đây là Reno 8 5G, cây này cũng mới đây thôi, mới ra đây thôi. Đây,
Hiện tại lúc nó mới bán là 8 củ mấy á quý vị. Bây giờ lúc mà nó ra rồi nó 8 này, 5G nó rồi gần 10 củ á. Bây giờ máy cũ nó giá 6 củ rưỡi nè. Bây giờ bán cho quý vị giá 4 củ 2, hợp lý không? Oppo Reno 8 5G, chip Dimensity 1300, con chip này mọi người nó mạnh hơn cái con 1200 của Mi 11T, Mi 11T nhiều nha mọi người. Dimensity 1300 5G. Nói chung Reno 8 dòng này, cái dòng Reno này nó là những chip ngon nè. 1300, camera sau 50 chấm. RAM của nó 8GB, bộ nhớ 256GB nha. Con này nó không biết nó có bản 128 không mọi người. Đây là bản 256GB nha mọi người. Con này cũng hàng thế giới di động thanh lý ra ha. Pin 4500. Đó, sạc của nó 80W nhưng mà em chỉ tặng kèm sạc 65W thôi ha. Cam trước 32 chấm. Máy full chức năng, vân tay trong màn hình, màn AMOLED. Giá 4 triệu 2. Đã bao gồm đầy đủ phụ kiện cho mọi người. Rẻ hơn nhiều, tại cái lô này em nhập mấy con đề cao nó bán rẻ quá. Tại thường thường con này mà nếu mà mọi người ra cửa hàng mua mà máy cũ và sử dụng ít nhất cũng phải trên đầu năm, phải trên đầu 5 triệu. Tại con chip Dimensity 1300 này nó mạnh lắm. Nói chung là 1300 nó xài ok á, nó vừa mát mà nó tiết kiệm pin nữa. Rồi cái này cũng rẻ nè, ở cái này rẻ không nè. Cái này em dọn máy cũ nó ra gần 6 củ thì không biết sẽ mua rẻ không rồi. Đây Oppo Reno 8T 5G, máy chính hãng Việt Nam, còn siêu luôn ha. Lưng sau thì cỡ 97 thôi, hơi phải đúng chỗ này một xíu à, quay mọi người cũng thấy đâu. Đây là Reno 8T 5G, khung viền thì còn ok, màn hình zin đẹp keng, không một vết xước, không một vết ám, không một vết lu ha. Đây là Oppo Reno 8T 5G. Thì ngon 8T 5G này mọi người mua có hai cấu hình nha. Đây nó sẽ có bản RAM 8 128 và bản RAM 8 256. Thì cái con RAM 8 256 là độc quyền bán tại thế giới di động, còn cái con RAM 8 128 là nó bán đại trà ha. Thì con này là bản RAM 8 256, màn hình của nó là màn hình cong. Đây khung viền cong như cái gì đó, màn hình 6,7 inch Full HD, tần số quét màn hình siêu cao 120Hz nha mọi người. Đó, con này không biết em bán giá này không biết em có lỗ không nữa. Đây tần số quét màn hình 120Hz nè, máy chính hãng Việt Nam nha. Snapdragon 695, RAM 8 256, pin 4800, camera sau 108 chấm, camera trước 32 chấm, màn hình đục lỗ giữa, màn AMOLED cong, vân tay trong màn hình, giá bán 4 triệu rưỡi. Đó, tại em thấy ở ngoài nó bán cũng 5 triệu 7, 5 triệu 8, rẻ nhất là cũng phải 5 triệu 4 máy trần. Đó, nói chung mọi người cứ tham khảo giá nha. Đặc biệt con này loa kép luôn. Đó, loa kép luôn. Đó, đây là máy thương mại, giá bán 4 triệu rưỡi, tặng kèm ốp lưng. Sạc 65W, ok ha. Rồi, tiếp theo, có một cây clip. Em mở cây clip kia một củ máy là máy em bán ra là máy hàng bị lỗi nha quý vị, nó mới có giá đó nha, thị trường không có giá đó đâu. Nhưng mà cây này giá cũng cực kỳ tốt. Đây là clip 3, máy chính hãng Việt Nam. Ngoại hình con này 98% nè. Đó, anh chị muốn mua máy xài phải mua máy này. Còn máy kia là hợp tới chỉ gặp chơi cho vui thôi, tại giá một củ máy mà tiền nào của đó thôi quý vị. Đây, đúng của nó đây. Đúng của nó là như vậy đây quý vị. Clip 3 5G Snapdragon 888 gặp full. Đó. Hai sim chính hãng Việt Nam, hai email khác nhau, clip 3 5G. Nó như một cái ví vậy hả quý vị ha. Đó, đây, nó chỉ như một cái ví thôi, nhỏ gọn, cực kỳ nhỏ gọn trong lòng bàn tay luôn ha. Đó, mà gặp gỡ ra thì nó là một cái điện thoại, nhưng gặp vô nó như một cái ví nhỏ của mọi người thôi. Con này đây, RAM 8 128. Màn đẹp keng, không một vết lu, không một vết ám, không một cái đốm gì luôn nha mọi người. Em bán bằng người ta bán màn đốm luôn. Em báo giá mọi người hết hồn. Đây là clip 3 5G, RAM 8 128, Snapdragon 888 khỏi nói rồi. Con này mọi người chơi game ok. Đó, pin 3300, camera sau 12 chấm, camera trước 10 chấm. Đó, clip 3 thì nói chung cái con này là chỉ do thiết kế thôi. Cái giá này là giá bán cho mọi người là chủ yếu là thiết kế thôi. Còn nếu mà khả năng mà xài thực dụng thì mọi người mua mấy cái máy thẳng thẳng giống vậy mọi người xài ok hơn. Mọi người đừng có xài gặp. Mua gặp là xài nó phải xanh đẹp. Đó. Đó. Giá bán 4 củ rưỡi. Tặng kèm sạc 25W. Ok chưa? Clip 3 5G. Giá rẻ như là clip 2 5G thị trường đang bán luôn. Tại con này thị trường mấy cũ em thấy cũng 5 củ mấy 6 củ á. Thường thường em không bán mấy dòng này đâu. Tại thực tế mấy cái dòng này nó rất là kén khách luôn. Những người xài rất là kén luôn đó mọi người. Nhưng mà tại vì giá rẻ quá, thấy chơi được có lời là chơi ha. Rồi tiếp theo em còn hai cây hôm bữa giờ còn có quay ha. Đây là Reno 10 máy demo. Đó, cây này là ngoại hình còn tương đối cỡ 98%, nói chung khung viền còn đẹp quá mọi người. Đó, còn siêu màn hình luôn. Đây là hàng trưng bày đã đem về trung tâm bảo hành hãng. Thay pin rồi, con này thay pin rồi. Pin hiện tại bây giờ ok hết. Máy nguyên zin, men zin, màn zin đã thay pin nha mọi người.
Đó. RAM 8GB 256GB đề Reno 10. Dimensity 7050, Liên Quân PUBG FPS 60 vô tư, pin 5000, camera sau 64 chấm, camera trước 32 chấm, màn AMOLED vươn tay trong màn hình. Đó, con này hôm nay em thanh lý cho mọi người luôn. Giá 4 củ 7, tặng kèm sạc 65W luôn. Cũng là kép trên dưới, hàng demo ha, 4 củ 7 Reno 10 5G. Reno 10 là mặc định có 5G rồi, không cần phải loại Reno 10 5G nữa, mặc định Reno 10 là có 5G. Rồi tiếp theo ha, iPhone 12 Pro 512GB, giá này thì khỏi phải nói, chủ yếu là cái giá thôi. Giá này bằng giá 2 năm giá bằng người ta bán 128GB thôi. Cái này của em là 512GB. Tại nói chung là thấy giá rẻ nên mua thôi. 512GB máy quốc tế, Zenith pin 8 pin 84%. Đó. Chu tông, bài tích đầy đủ à. Nói chung là máy nguyên zin, men zin, màng zin, vỏ zin, nhưng mà em không biết là cái bên kia nó đã bung ra nó kiểm tra hay gì chưa. Đa số là phần Phật, đa phần 100% bây giờ iPhone cũ là người ta phải bung ra hết nha mọi người. Đó. Đó. Giá bán 9 củ tư, bao gồm đầy đủ phụ kiện cho mọi người. Giao tới mọi người cứ thanh toán tiền ha, 9 củ tư. Rồi em còn cái máy em đang xài nữa, nó đăng người bán được người bán ha. Đây là iPhone 11 Pro, máy cây Reno 4Z em bán rồi ha. 11 Pro máy quốc tế Mỹ em đang xài được mấy bữa nay. Nói chung pin nó cũng cầm lắm mọi người. Một ngày ví dụ mà lắp SIM nghe gọi nó tốn chừng 7% pin. Cực kỳ pin ok luôn, iPhone pin cực kỳ tốt luôn. Này iPhone 11 Pro, pin thay mới 100%, màn zin, chu tông, body touch đầy đủ nha. Full Face ID, pin mới thay. Nói chung cây này bán ra chỉ lời được một vài xị thôi, một hai xị thôi. Giao tới cho mọi người, tại hai cục pin đã 200 mấy ngàn. Đó. Đó, đây kênh TikTok của em cũng được. Đó, kênh TikTok của em cũng được 1000 mấy follow rồi. Có một clip được lên xu hướng 170 mấy ngàn view, nhưng mà không có ai chốt đơn hết. Đó, đăng lên chỉ chơi thôi chứ thực tế đâu có bán được đâu. Giá bán con này là 5 củ 8. Đó, đầy đủ phụ kiện cho người. Giao tới là có sạc 20W cho mọi người luôn ha. Đó, máy đang xài mà 5 củ 8, đây là 11 Pro nha. Giá bán bằng 11 rồi. Tại nói chung mấy con iPhone này em bán không có lời, chủ yếu là bán chơi cho vui thôi. Có máy bán cho mọi người thôi, còn không có thì cứ lâu cứ mai mốt đem qua bên kia bán lỗ lại thôi, đâu có gì đâu. Rồi ok ha, hôm nay có một clip ngắn giới thiệu một số mẫu thôi, thì tuần sau nếu mà về máy thêm thì em sẽ lên video nha mọi người. Còn tuần này là hiện tại bây giờ nhiêu đó máy thôi, thì mọi người xem clip, nếu có nhu cầu mua hàng gọi trực tiếp giúp em ha, 0767347340. Cảm ơn mọi người xem video của em, hẹn mọi người ở video sau.